Thì em cứ đi ra đây có gì đâu mà phải hấu nhiều. À, tự nhiên bắt em ra đây chi ạ? Đây là cái món quà đặc biệt mà anh muốn tặng cho em. Món quà gì mới được chứ? Anh giới thiệu với em. Ai? Đây là chuyên viên. Chuyên viên về sắc đẹp. Hôm nay cổ tới là để cổ tư vấn cho em. Thôi, 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 thôi. Em hả? Thôi đừng giới thiệu nữa. Trời ơi, thời gian đâm đâm đê đê, tôi cho vợ chồng mấy người 5 phút thôi. Tôi còn bận về bên kia nữa. 20 ca sĩ, 50 diễn viên chờ tôi đó, vô lẹ đi. Dạ, em chị ngồi đây, chị ngồi đi. Tư tư vấn. Em ngồi đây đi. Chị ngồi đó ra ra. Bây giờ chị tư vấn cho vợ em, bây giờ vợ em phải sửa cái gì hả chị? Đâu, để tôi coi. À, với cái gương mặt này thì ngắn gọn 3 chữ thôi. Đập nát hết, làm lại từ đầu đi. Xe vậy chị, vợ em nhìn thấy cũng được mà chị. Trời ơi, cái mặt bà này hả? Thua chung vô Diệm nữa chứ. Chung vô Diệm. Bà ta xấu quắc xấu qua đó. Ê, chị vừa phải thôi nha. Cái mặt người ta xinh đẹp như vậy, chị tả một hồi như con quỷ vậy. Chị tả một hồi tôi thấy không phải mặt tôi mà mặt chồng tôi mới đúng á. Gì gì bà nào? Thì tự nhiên xỉa quá cho tôi gì bà nào? Thì em nhìn lại kìa em. Ông bà ta thường nói nồi nào úp dung nấy. Chồng em phải giống em thì mới hợp chứ trời ơi. Xúc phạm hai người luôn kìa. Vậy sao nói em xấu giống vợ em vậy? Thôi mệt đó, bây giờ nè. Tôi hỏi nè, mấy người có hẹn tôi đến đây là để làm gì? Tư vấn. Bây giờ mấy người có tư vấn không? Tôi đi về à? Tư vấn nè, chị tư vấn đi. Ôi, nhưng mà sữa tốn tiền lắm á. Tốn tiền cái gì? Tiền bạc không thành vấn đề. Bây giờ hãy bây giờ là thành đại gia nào. Em muốn làm cái gì anh làm cho em. Bây giờ tư vấn đi, hết bao nhiêu tiền tôi trồng đây cho chị làm cho vợ tôi đẹp đây luôn. Rồi bây giờ nghe lời chồng phải không? Sửa phải không? Sửa đâu, sửa. Rồi sửa cho đẹp. Có hợp đồng đây cô gái. Trời ơi, gì rẻ vậy trời. Sửa quá trời sửa luôn mà có 15 triệu hả? 15 triệu hả? Hình như khuyến mãi. Ý gì có khuyến mãi gì nữa nè trời. Thì cô sửa cái gói couple này thì khuyến mãi thôi. Sửa mặt cô xong sẽ khuyến mãi luôn mặt chồng cô. Quá trời. Sửa luôn mặt em hả? Đúng rồi. Em lờ lắm em. Cái mặt anh sửa là tốn nhiều tiền lắm. Đúng. Vậy là lờ rào em... 15 triệu chơi luôn. Em tưởng là sửa mình em thôi. Em còn suy nghĩ lại. Nhưng mà nếu mà gì anh được sửa thì em quyết định em hy sinh em sửa để anh được sửa. Tại mặt anh là phải sửa rồi. Trời ơi, công nhận hai vợ chồng này hoàn hảo thiệt. Đúng rồi. Em gái con cái chị khen em. Dạ. Em sao mà mắt em bị mờ hả? Đâu có, em đâu có cận gì đâu. Mắt không rõ. Hận phải không? Dạ. Hay là nhỏ rồi cô giáo đi học, cô giáo dạy toán chết rồi hay gì vậy? Bà cổ sống hạnh phúc chồng con tới giờ mà. À vậy hả? Sao mày không biết nhìn kỹ là đi bà 15 triệu hồi nào? Ủa? Bà nói mà tôi muốn chửi bà ghê vậy hả? Chị vô phải rõ đây trong này ghi nè. Cái... một năm không. Ủa gì dư thêm số không vậy? 150 triệu. 150 triệu. Đó là đáp án cuối cùng. Chấp nhận sửa thì tôi lấy cọc trước 5 triệu. 5 triệu có 5 triệu liền chứ. Dưỡng đâu. Em đỡ em. Là đèn ông em đừng có cãi. 5 triệu đây. Đó. Bởi vì tiền trao cháu. Nhỏ này tao quýnh mày nhỉ. Tiền của ta. Ký vô đi. Bút xa đi anh. Thôi. Trời ơi. Đó. Có chữ ký của chồng cô rồi thì em chuẩn bị lên thớt nha em. Hả? Ngày mai hẹn qua thẩm mỹ tiên nữ của chị nha cưng. Thẩm mỹ tiên nữ hả? Ừ, thẩm mỹ tiên nữ. Thôi giờ chị đi nha. Chị còn phải hẹn với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lắm em ơi. Chị không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện hai vợ chồng hạnh phúc nha cưng. Đúng rồi, mặt cưng xấu cưng phải nên sửa đi. Bye bye cưng nha. Chị đi à. Vì cuộc đời cho phép. Hương ơi say. Trời ơi, à, kiếm lại kỹ rồi nhớ lại coi có kiếm ở trong mấy cái gói không. Nè nè, nè. Cái nhà Hương. Trời đất ơi, nhớ kỹ lại coi làm rớt ở đâu không. Hả? Có rớt trong sông kén nè. Anh Tây không tin Hương hả? Tường Hương khẳng định rằng là Hương mất sự dây chuyền trong cái nhà này. Hương không có đi đâu ra khỏi cái nhà này hết trơn á. Biết rồi, nhưng mà nó nghe nè ha, mình phải kiếm cho kỹ. Chứ bây giờ mà mình báo công an, lỡ như cái chuyện xảy ra nó không phải như vậy á, là coi như là mít lòng ở trong nhà, trong cửa. Ủa chuyện gì vậy chú hai, chuyện gì vậy chị Hương? Trời ơi, ta nói chị Hương mày á, làm mất cái sợi dây chuyền ở trong nhà này nè. Mà chị Lan á bây giờ là bả đang đi chơi, ông Kiệt thì bán ngoài kia, thằng Tú đi làm, thằng Hải chồng mày cũng đi làm, con Nhã cũng đi làm. Chỉ có một người khả nghi nhất ở trong nhà này thôi. Ai vậy chú? Mày chứ ai? Mày có lấy trả ơi. Lại cho người ta đi, mặt mày gian dễ sợ luôn. Đúng rồi, từ sáng giờ này là Dung ở trong nhà không đi đâu hết trơn nè. Vậy là sợi dây chuyền của tôi là cô lấy chứ mày. Cái gì?
tự nhiên cái đổ cho con vậy đây nè. Chú xét đi, chú xét thử con đi. Cái gì vậy? Ai? Trời ơi, để cho tao đầu thai với đi. Bây giờ tao nói một câu công bằng nè. Nghĩ đi. Bây giờ trong cái quá trình mà Hường á là mất cái sợi dây chuyền ha, mày không có chứng cứ ngoại phạm. Đúng rồi. Ha. Mà còn thêm một cái nghi vấn nữa đây nè. Nghi vấn gì vậy anh? Đây nè, chồng mày đang thiếu nợ ngập đầu. Ta nói nó thiếu hết trơn, từ đầu khu phố tới cuối khu phố ha, mỗi người 50 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, 700 ngàn, 600 ngàn, 35 ngàn cũng có ha. Cho nên vợ chồng mày cần tiền để trả nợ đó nên ăn cắp dây chuyền người ta. Trời ơi anh Teo, từ sao mà từ hồi nãy giờ anh không có nói hả? Bây giờ anh mới nói cái chi tiết này ra. Trời ơi, tôi không ngờ cô nghe cô. Tôi nói cho cô nghe nha. Người ta nói làm sao? Nghèo quá cho sạch, rách thì cho thơm. Đâu phải vợ chồng cô túng thiếu rồi đi ăn cắp đồ của người khác. Trong khi dù sao mình cũng cùng chung một mái nhà mà. Đi theo tôi lên công an. Đi lên. Cái gì vậy? Tự nhiên cái nội bắt người ta mà không có chứng cứ gì hết. Giờ phải có vật chứng, nhân chứng gì chứ. Tự nhiên cứ không xong mới bắt tôi. Cái này tôi mới suy đoán thôi Hà Hường ơi. Bây giờ mình lôi nó lên trên kia, lỡ như không có bằng chứng thưa ngược lại là mình tội vu khống. Ủa nhưng mà chú hai, vậy? Chú nói chồng con bị mượn nợ là có thiệt không chú? Sao không thiệt, tao nói cho mày nghe là tại tao giấu mày thôi. Chứ nguyên cái khu phố mình nè, mấy chủ nợ của chồng mày á, uống cà phê đá, uống cái gì, ăn cái gì nè ha, người ta đưa cái giấy nợ ra, sổ nợ chồng mày á, ký tên chữ xấu quá. Chữ xấu là đúng là ảnh rồi. Ờ. Ủa chết rồi, trời ơi, nó kỳ vậy. Ai biết? Ảnh đi mượn nợ tùm lum vậy mà sao ảnh xài hoang phí lắm kìa. Mới hôm qua ảnh còn cho con đi nhà hàng nè, mua đồ hiệu, đồ nước hoa, đồ quá trời luôn. Mình tính cho con đi sửa thẩm mỹ nữa. Chết cha. Gì vậy hả? Hay là nó bị rồi? Bị gì chú? Vậy? Hai người có coi phim Anh Em Nhà Bác Sĩ không? Có. Mấy cái bệnh nhân mà tới thời kỳ cuối đó, người ta biết người ta sắp chết, cho nên người ta xài tiền cho thả ga, người ta hưởng thụ, người ta ăn chơi trước khi người ta qua đời. Đẹp quá, khâm phục cái con mắt thẩm mỹ của mình. Ken nhìn ken thấy đẹp. Từ lúc cớ tới giờ mới mua được cái sợi dây chuyền để tặng vợ mình. Chắc là cô ấy sẽ mừng lắm đây. Cô ấy sẽ mừng tơ tái. Cô ấy sẽ mừng tơ dại. Và trời, em ơi, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Để em mưa vừa ngon nghe với những đứa trẻ của yêu. Hải, Hải cầm gì trên tay vậy? Cầm gì? Đưa cho Hường coi với coi. Bà điên quá. Cái đồ của người tê tự nhiên đưa cho bà coi. Không có gì điên cái trơn á. Hường kêu Hải đưa cho Hường coi là có lý do đàng hoàng. Nhiều khi cái đồ nằm trong tay của Hải nhưng mà cái đồ đó lại là cái đồ của Hường. Em nói gì là ý gì bà nào? Ý về là tôi ăn cắp của bà à? Lâu rồi cái đồ của tôi, nó dướng. Bây giờ Hải đang cầm cái gì trong tay? Sợi dây chuyền đúng không? Sao biết? Đó, thấy chưa? Cái mặt tới me tới mét rồi. Như vậy là chính Hải là người ăn cắp sợi dây chuyền của Hường. Cái gì vậy? Bây giờ tan chứng vật chứng đã có đầy đủ. Đi theo tôi lên công an. Cái gì vậy? Chào vô chia của tôi không có đi đâu hết. Theo tôi lên công an. Đừng có điên quen. Đi đâu mà đi? Cái tăng gì vậy? Cái gì mà lôi kéo giống như là trộm cướp vậy? Nè anh kia. Nè. Anh xử giùm cho em vụ này đi. Nè bây giờ á. Cái gì? Trên tay của cậu Hải. Đó. Đang cầm món đồ của em. Tên cái cậu Hải là sao? Đang cầm món đồ của em. Tên nào? Đưa ra. Muốn đồ gì? Bây giờ khoan hả, từ từ đi nghe anh giải quyết nè. Mày cầm đó là có nghĩa là trên là Hường mất sợi dây chuyền đúng không? Đúng rồi. Mà sợi dây chuyền nó có cái gì mà để mình nhận biết ra không? Là chẳng hạn như là có khắc hay là có một cái gì để mà mình biết đó là sợi dây chuyền của Hường? Trên sợi dây chuyền của em có khắc rõ ràng tiệm vàng Kim Tính. Không tin anh coi đi đúng không? Nếu đúng là Kim Tính là của em. Rồi vậy mở ra đi. Đó, mở ra coi có phải tiệm vàng Kim Tính không? Có cái đầu tôi. Đây nè, tiệm vàng Kim Tính rõ ràng cái mộng của người ta nè. Rồi. Vậy là cái sợi dây chuyền này của em đúng không? Đúng rồi. Như vậy là em đưa Hải đi gặp công an, đúng không? Ăn cắp. Ăn cắp cái gì? Chứ gì nữa? Người ta mua cho vợ người ta mày vô duyên vừa phải thôi. Cái gì nữa? Bây giờ cái sợi dây chuyền rõ ràng ràng này mà còn nói gì nữa? Sợi dây chuyền này là của người khác đưa cho tôi. Người khác là người nào? Tính vô quan cho người khác hả? Chú Kiệt, bắt ổng lên công an đi, bắt ổng lên công an đi. Bắt cái đầu của mày á hả? Trời ơi, mày gan quá, mày ở chợ nhà tao mà mày đỡ bắt chủ nhà. Cái gì? Để Kiệt nói cho Hường nghe. Có nghĩa là sáng nay nè, Kiệt đi ra mở cửa quán quét sân.
thấy cái dây chuyền nó rớt cái chỗ cái cửa sân kia, ngoài trước cửa kìa. Thì nhìn lên là biết chắc có lẽ là dây chuyền của Hường, tại vì thấy Hường đi sớm nên mới canh về chưa gì cho người hai người làm rùm beng lên úng sùm hết trơn à. Ủa là cái này là sáng giờ là anh Kiệt giữ giùm cho Hường á hả? Kiệt lượm ở ngoài sân á. À lượm ngoài sân chứ không nấu giảm cấp. À, thôi xin lỗi Kiệt nha. Xin lỗi Hải nha, ai biết đâu. Tại vì Hường thấy Hải cũng cầm sợi dây chuyền trên tay đúng không? Dây chuyền này dây chuyền người ta mua tặng vợ người ta. Thấy không? Nó đẹp, nó long lanh lấp lánh người kiểu này. Vợ chồng người ta hạnh phúc người ta tặng cho vợ mẹ. Trời ơi là trời. Anh ơi. Anh Bình hả? Sao anh Bình anh không nói cho em biết? Anh ơi, bây giờ anh muốn ăn cái gì? Anh muốn uống gì? Hay là anh muốn quen ai? Anh muốn yêu ai? Anh nói đi. Em mua về cho anh. Em dụ nhỏ nó tới đây cho anh. Anh xấu khổ thật đi. Anh chết anh bỏ em lại. Trời ơi, cái gì vậy bà nào? Bà bị điên hả? Bị bệnh gì? Sao chú ra anh ông thư kìa? Có bị bệnh gì đâu? Bệnh hả? Chứ là sao? Chẳng quen nào thôi. Tại vì hôm bữa má em gọi điện vô mà lúc đó không có em nữa nè, anh bắt máy mấy kêu là giờ nhà để đỡ mà ở quê mình á, mấy đang chia đất cho anh em, có nghĩa là bây giờ mình có đất đâu cho nên là mình cứ tiêu xài thoải mái đi, bữa sau mình bán đất xong rồi mình lấy cái tiền đó mình đẻ nợ lại sao để mua những cái mua cái này tặng em để cho gia đình mình hạnh phúc, anh với em yêu thương nhau hơn. Má em gọi cho anh hôm trước, hôm sau má gọi cho em, anh biết không? Mẹ không, mẹ nói gì? Má nói là má chia đất cho mình rồi, nhưng mà miếng đất đó anh hai đứng tên. Bà trà, nè Kiều, là chỉ ở được thôi, không bán được. Nè Kiều, là bây giờ anh lo đi làm kiếm tiền mà trả nợ đi. Cho mày chết. Còn cái sợi dây chuyền này bây giờ làm chiêu? Bán lại chứ sao? Quá trà. Nghe nè, sáng giờ Tú chạy bàn mệt quá, mấy Hường giúp Tú nha, lao mấy cái bàn giúp. Trời ơi Tú ơi Tú, nè Hường mới vừa đi làm bộ móng tay về nè, thấy không? Còn mấy Toanh nè, bây giờ mà Hường lao cho Tú là coi như nó chạy móng tay hết trơn là phí lắm. Vậy á, kiểu mấy đi giao cà phê giùm đi. Ê chết, trời ơi, hèn chi hồi nói sáng giờ đi chợ mà quên mua cái gì mà thiếu cái gì bây giờ mới nhớ. Hường quên mua cái kem chống nắng rồi. Bây giờ trời nắng lắm, đi ra ngoài là hư da của Hường hết luôn á. Hiểu rồi, ý là không muốn làm phụ người ta chứ gì. Bởi vậy ta nói hả, miệng thì nói thích người ta, nhờ cái gì cũng được. Không có phải đâu. Tối nay mình đi coi ca nhạc đi, Hường có mua 2 cái vé coi ca nhạc nè. Thôi nói chứ bận rồi. Hôm nay ba mẹ đi vắng, bởi vậy kêu Tú ở đây coi quán đó. Không có đi quán rồi. Cho ly nước gì mà nó mắc nhất thì chủ quán. Hôm nay bày đặt chơi sang, đây mắc nhất cũng có 20 ngàn, bày đặt kêu như vậy. Làm gấp đôi lên cũng...